Các bản tin nhanh 24/7. Hung thủ thực sự vụ cha đâm chết con trai đã lộ diện. Ông Khuyên đến công an công đầu thú và tự nhận mình đã đâm chết con trai để che giấu đi hung thủ thực sự. Ngày 4 tháng 1, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt được nghi can sát hại anh Lê Bi Quốc Ken, sinh 1990, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Giang. Theo đó, em trai của nạn nhân là Lê Quốc Quyên, sinh 1994, đã bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 1, tại nhà ông Lê Văn Khuyên, sinh 1969, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Giang, Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Anh Ken đi làm ăn xa về thăm nhà thì đã xảy ra cự cãi và mâu thuẫn với ông Khuyên. Sau đó anh Ken đã bị đâm chết nhà cách khoảng chừng 20m. Sau khi xảy ra án mạng, ông Khuyên đến cơ quan công an xã Phú Thuận để đầu thú về hành vi giết người và đâm chết chính con ruột của mình. Cơ quan công an sau đó tạm giữ ông Khuyên để phục vụ điều tra. Tuy nhiên sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cùng với lời khai các nhân chứng, cơ quan đã xác định người đâm chết anh Ken là Lê Quốc Quyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhấn subscribe.